cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Cú vô lề chính xác Tại khu vực Bakhmut, pháo binh Ukraine đã tiêu diệt một đoàn xe bọc thép, trong đó có hai xe tăng và bốn xe chiến đấu bộ binh của quân xâm lược. 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, thủ đô Nga bị máy bay không người lái tấn công, tất cả các sân bay ở Moscow bị buộc phải ngừng hoạt động. Sau khi Ukraine hạ cánh hai trực thăng đất đỏ K-52 của Nga trong vòng một buổi sáng, tướng Mỹ phát hiện điểm yếu chết người của quân xâm lược. Thêm một bước thụt lùi cho ngành hàng không vũ trụ Nga, tàu vũ trụ Luna 25 của Nga đâm xuống bề mặt mặt trăng, dán mạnh vào khát vọng không gian của đất nước xâm lược. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác, những con diều hâu trong lực lượng an ninh Nga đang đề nghị Tổng thống Vladimir Putin thay đổi lãnh đạo quân đội tuyên bố thiết quân luật và bắt đầu tổng động viên. Cuối cùng là đã nghèo do lệnh trừng phạt, giờ còn mắc cái eo. Nga nguy cơ mất trắng núi tiền khổng lồ chỉ qua một đêm do lũ lụt. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Thảo Vi xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi diễn biến cập nhật chiến tranh Nga-Ukraine của The Saigon Post. Mở đầu bản tin chiều tối ngày 21 tháng 8, ngày hôm nay sẽ là một pha tung đòn chính xác và đẹp mắt đến từ vị trí của những chiến binh vệ quốc. Theo đó, tại khu vực Bắc Mút, pháo binh Ukraine đã tiêu diệt một đoàn xe bọc thép, trong đó có hai xe tăng và bốn xe chiến đấu bộ binh đang tiến về phía vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Hôm qua, ngày 20 tháng 8, một đoạn phim hoành tráng từ hướng Bắc Mút đã xuất hiện trên Internet. Quý vị có thể thấy tác phẩm trang trí của pháo binh Ukraine trên chúng. Kết quả là quân đội Ukraine đã mất 6 xe bọc thép, trong đó có 2 xe tăng và 4 xe chiến đấu bộ binh. Các nguồn thạo tin cho hay vụ việc xảy ra gần Bắc Mút khi cuộc tấn công tiếp theo của quân xâm lược kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Trong các bình luận cho video, người ta không loại trừ rằng cú đánh được gây ra bởi một số loại vũ khí có độ chính xác cao. Trong khi đó, cảnh quay định vị địa lý từ ngày 20 tháng 8 cho thấy bước tiến của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía Tây và phía Bắc của Andreevka. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo phản ánh về cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Mayoskoye và Bekovka. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, đoạn phim định vị ngày 18 tháng 8 cho thấy quân đội của Putin đang tiến nhẹ về phía Yagodnoye. Theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội của ông Putin đã cố gắng tấn công vào các vị trí của quân phòng thủ Ukraine ở khu vực Bogdanovka và Kleschevka. Rất có thể video trên được quay ở khu vực Andreevka, nơi chứng kiến thiệt hại của Nga lên tới hàng đại đội và hàng chục phương tiện mỗi ngày. Ngoài ra, các phóng viên quân sự thân điện Kremlin cũng đã đưa tin về một cuộc phản công không thành công của quân Nga, được cho là được thực hiện bởi những kẻ xâm lược đến từ sư đoàn dù 98 trên khu vực này của mặt trận. Này thì Moscow không tin vào nước mắt, 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Không còn nghi ngờ gì nữa, rồi giờ đây người dân thủ đô Nga sẽ được rửa mặt bằng nước mắt. Thảo vì đã không thể đếm nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu Moscow phải bật báo động đỏ trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ngày hôm nay, một lần nữa, UAV lại dồn dập tập kích Moscow. Tất cả sân bay Nga lại khẩn cấp đóng cửa không phận. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong tối ngày hôm nay, vào khoảng 6 giờ 50 ngày 21 tháng 8, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái UAV đã bị ngăn chặn. Một máy bay không người lái của Ukraine đã bị lực lượng phòng không phát hiện trên khu vực Moscow và bị hệ thống tác chiến điện tử đánh chặn. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận không có thương vong hoặc thiệt hại sau vụ việc và UAV Ukraine bị bắn rơi gần làng Pukorovskoye. Sau thông báo trên, lực lượng phòng không Nga tuyên bố tiếp tục ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thứ hai của Ukraine vào khu vực Moscow vào lúc 8 giờ 16. UAV của Ukraine đã bị lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ phát hiện và bắn hạ ở khu vực quận Istrinsky thuộc vùng Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các sân bay ở moscow đã tạm dừng các chuyến bay vào thời điểm xảy ra vụ việc sân bay domodedovo ở moscow đã hạn chế các chuyến bay đến và đi từ khu vực này cơ quan truyền thông của sân bay cho biết động thái này được tiến hành nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến bay hãng thông tấn nhà nước tass đưa tin sân bay vnukovo đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay vì lý do an toàn Trước đó, hôm 18 tháng 8, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo các UAV Ukraine đã tập kích vào quận trung tâm tài chính, kinh doanh ở thủ đô Moscow. Trong đó, ít nhất một UAV bị đánh chặn và rơi gần tòa nhà cao tầng Moscow City. Khu vực bị tập kích là nơi tập trung nhiều tòa nhà cao tầng của Nga. Các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy một UAV. Trước đó nữa, vào hôm 30 tháng 7, tổng cộng 3 UAV đã nhắm vào khu trung tâm tài chính này gần đây moscow liên tục trở thành mục tiêu của các vụ tập kích uav nga cáo buộc ukraine đứng sau các vụ tấn công này về phía ukraine giới chức nước này không công khai phủ nhận hay xác nhận trách nhiệm trong các vụ tập kích vào moscow hay lãnh thổ nga nói chung tuy nhiên người phát ngôn không quân yuri ignat nhấn mạnh những cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái vào moscow chủ yếu tập trung làm ảnh hưởng đến người nga những người vẫn cho rằng cuộc chiến ở một nơi xa nào đó duy vì ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua giữa Nga và Ukraine. Mặc dù liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng phương Tây khẳng định không khuyến khích và cũng không hỗ trợ Kiev thực hiện những vụ tấn công vào lãnh thổ Nga để tránh đối đầu trực tiếp Nga-NATO. Tướng quân đội Mỹ về hưu Ben Holtz đang đặt câu hỏi về năng lực của quân đội Nga sau khi quân đội Ukraine bắn hạ hai trực thăng tấn công KA-52 Hokum Alligator của Moscow. Điều này xảy ra trong bối cảnh Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine ngày 18 tháng 8 tuyên bố, lực lượng không quân Kyiv đã hạ gục một chiếc KA-52 của Nga ở khu vực phía đông Donetsk vào sáng cùng ngày. Hai giờ sau, lữ đoàn cơ giới riêng số 47 của Ukraine đã bắn hạ một chiếc KA-52 quý giá khác gần Robony, một ngôi làng ở vùng Zaporizhia. Các chuyên gia quân sự trước đây đã gọi K-52 là một trong những trực thăng tấn công có năng lực nhất của Nga nhưng Hodgett, người từng là tướng chỉ huy của quân đội Mỹ ở châu Âu, đã thảo luận về cuộc tấn công thành công thứ hai của Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với nguồn tin tức trực tuyến và nói rằng đoạn phim về chiếc trực thăng bị bắn hạ gần Robotine cho thấy phi công Nga đã thiếu quyết đoán về kỹ năng lái phương tiện tối tân trị giá hàng triệu đô la. Họ trợ nói, khi tôi xem video, điều khiến tôi ấn tượng là độ cao của chiếc trực thăng bay trên bầu trời. Đó là bản án tử hình cho bất kỳ máy bay trực thăng nào tham chiến ở độ cao đó, chúng sẽ luôn ngừng hoạt động. Đối với tôi, đây là sự kiêu ngạo hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc họ chưa học được gì. Và tôi nghĩ những gì chúng ta đang thấy là ngay cả với một chiếc trực thăng tấn công hiện đại trị giá hàng triệu đô la, nếu bạn có một phi công chưa có kinh nghiệm thì họ sẽ bị bắn hạ. họ sợ nói vị tướng về hưu nói thêm trong cuộc phỏng vấn rằng, thậm chí sau 18 tháng chiến tranh, Nga đang cho thấy họ vẫn thực sự yếu mặc dù có máy bay được trang bị hiệu quả. Quân đội Nga đã nhiều lần phải đối mặt với các vấn đề về nhân sự và tinh thần khi một số binh sĩ được cử ra tiên tuyến phàn nàn về việc thiếu huấn luyện và trang thiết bị. Tuần trước, một blogger quân sự Nga đã báo cáo buộc các quan chức quân sự của Moscow khuyến khích binh lính của họ báo cáo những thành công không đúng sự thật để làm hài lòng những chỉ huy của họ. Theo một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, blogger này cũng chỉ ra rằng những người lính Nga đã gian dựng các cảnh chiến đấu để bắt chước thành công trên chiến trường. Thưa quý vị, Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos thông báo mất liên lạc với tàu Luna 25 vào lúc 18 giờ 57 phút ngày 19 tháng 8 theo giờ Việt Nam khi con tàu gặp trục trặc trong lúc tiến vào quỹ đạo trước khi hạ cánh, Reuters đưa tin. Theo dự kiến, tàu Luna 25 sẽ hạ cánh xuống mặt trăng vào ngày 21 tháng 8. Con tàu di chuyển theo quỹ đạo không thể dự đoán và ngừng hoạt động do va chạm với bề mặt mặt trăng. Ross cho biết, một số người hài hước bình luận về vụ việc bằng cách cho rằng Nga không bao giờ thất bại, có chăng là một cơ sở quân sự của Ukraine trên mặt trăng đã bị Nga phá hủy thành công bằng tàu Luna 25. Roscosmos đã thành lập một ủy ban nội bộ đặc biệt để điều tra nguyên nhân phía sau thất bại của tàu Luna 25. Nhiệm vụ đánh dấu Nga quay lại cuộc đua tới mặt trăng. Vụ va chạm cho thấy bước thụt lùi của Nga từ thời chiến tranh lạnh, khi quốc gia này trở thành nước đầu tiên phóng vệ tinh Sputnik 1 lên quỹ đạo trái đất năm 1957 và nhà du hành Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1961. Luna 25 là nhiệm vụ tới mặt trăng đầu tiên của Nga, sau nhiệm vụ gần nhất là Luna 24 năm 1976. Nga đang chạy đua với Ấn Độ, quốc gia cũng phóng tàu tới cực nam của mặt trăng. Theo dự kiến của tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ, ISRO tàu Chandrayaan-3 sẽ hạ cánh trên mặt trăng vào ngày 23 tháng 8. Nhà chức trách Nga hy vọng nhiệm vụ Luna 25 có thể chứng minh sức mạnh của Nga trong lĩnh vực không gian. Các nhà khoa học Nga nhiều lần phàn nàn về năng lực yếu kém của những nhà quản lý chương trình vũ trụ với nhiều dự án kém thực tế. Cách đây hơn một thập niên, thất bại của nhiệm vụ 2011 Phobos Grant tới một trong những mặt trăng của sao hỏa, nêu bật thách thức mà chương trình vũ trụ của Nga đang đối mặt tàu vũ trụ thậm chí không thể rời khỏi quỹ đạo trái đất và rơi xuống Thái Bình Dương năm 2012. Đầu thập niên 2010, Nga đề ra ý tưởng về nhiệm vụ Luna 25 tới cực nam của mặt trăng. Tàu Luna 25 rời khỏi quỹ đạo trái đất thành công, nhưng thất bại của nó có nghĩa Nga có thể không phải nước đầu tiên lấy được mẫu vật nước đóng bằng ở vùng cực. Xin được chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Những con diều hâu trong lực lượng an ninh Nga đang đề nghị Tổng thống Vladimir Putin thay đổi lãnh đạo quân đội, tuyên bố thiết quân luật và bắt đầu tổng động viên. Bloomberg đưa tin trích dẫn 5 người quen thuộc với tình hình. Theo những người đối thoại của cơ quan này, Putin được đề nghị chuyển sang các hành động hung hăng hơn ở mặt trận ở Ukraine và cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Một số đại diện của các dịch vụ đặc biệt cũng ủng hộ việc sa thải người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Valery Gerasimov và ủng hộ các yêu cầu do Yevgeny Prigozhin đưa ra, các nguồn tin của Bloomberg cho biết. Lực lượng mới là cần thiết cho quân đội Nga. Lực lượng sẽ phải giữ các vùng lãnh thổ được sáp nhập vào năm ngoái khỏi các cuộc tấn công của Ukraine. Theo tình báo Mỹ, quân đội Nga đã mất 120.000 người thiệt mạng và tính cả những người bị thương, thiệt hại lên tới 300.000 người các thành phần được huy động vào mùa thu trước không còn đủ nữa. Vào tháng 8, quân đội Nga rõ ràng đã cạn kiệt nguồn dự trữ, bằng chứng là bộ chỉ huy đang di chuyển lực lượng dọc chiến tuyến để bị lỗ hổng. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh viết, ISW chỉ ra rằng mặc dù cuộc phản công của Ukraine không mang lại lợi thế đáng kể về lãnh thổ, nhưng nó đã gây ra sự kỳ quệ và suy thoái của các lực lượng Nga lưu ý rằng việc huy động đã làm sói mòn sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến và làm tổn hại đến tỷ lệ ủng hộ của Putin. Điện Kremlin đang hoãn một quyết định khó khăn. Cuối tháng 3, các khu vực được chỉ đạo huy động ồ ạt những người lính hợp đồng và tình nguyện viên nhằm đáp ứng tổng số 400.000 người. Nhưng trong 4 tháng, kế hoạch chỉ hoàn thành được hơn một nửa. Tổng cộng hơn 231.000 người đã được ký hợp đồng. Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an báo cáo vào đầu tháng 8, cơ sở pháp lý cho đợt nhập ngũ hàng loạt mới đã sẵn sàng. Vào đầu tháng 4, luật về trác hầu điện tử đã được thông qua, cho phép chính phủ Nga cấm công dân rời khỏi đất nước chỉ bằng cách gửi thông báo qua dịch vụ nhà nước. Và vào tháng 6, luật tăng tuổi nhập ngũ lên 30 tuổi, làm tăng số lượng lính nghĩa vụ lên dự tính khoảng 2,3 triệu người. Andrei Katapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Duma, cho biết hồi tháng 7, Luật này được viết cho một cuộc chiến lớn để tổng động viên và bây giờ nó đã có mùi của cuộc chiến lớn này. Đáng nghèo còn mắc cái eo thưa quý vị, nền kinh tế Nga vốn đã bị đe dọa bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhắm vào Moscow vì những hoạt động chiến sự ở Ukraine, nay còn đối mặt với nguy cơ mất trắng núi tiền khổng lồ chỉ qua một đêm theo một quan chức địa phương của Nga, nền kinh tế Nga có thể mất hàng tỷ rúp sau khi một con đập ở vùng Buryatia thuộc Siberia bị vỡ, khiến nước sông dâng lên làm hỏng một tuyến đường sắt trung chuyển quan trọng. Các bờ sông Kolodnaya đã tràn và ảnh hưởng đến một phần của tuyến đường sắt vận chuyển quan trọng qua quận Severo, Baikal của nước Cộng hòa phía đông Siberia. Thống đốc khu vực Alexei Tsydenov thông báo trên kênh Telegram ngày 19 tháng 8 thiệt hại đối với nền kinh tế đất nước do hàng hóa nhàn rỗi cộng với chi phí khôi phục đường sắt sẽ lên tới hàng tỷ rút. Ông nói thêm, nước dường như đã ảnh hưởng đến tuyến chính Baikal Amur, BAM, một tuyến đường sắt trung chuyển quan trọng cắt qua Siberia, trải dài khoảng 4.300 km hay gần 2.700 dặm. Đây là một trong những mạng lưới đường sắt dài nhất thế giới. Tuyến chạy ngay về phía bắc của hồ Baikal qua Severo Baikansk, và kết thúc tại thành phố cảng Sovetskaya Gavan, nằm cạnh Thái Bình Dương. Một đoạn video do hãng tin độc lập Nesta của Belarus đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nước chảy xiết qua một đoạn cầu bị hư hỏng. Một đoạn video khác lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đoạn đường sắt bị sập, nước tràn vào và bao phủ đường ray. Tuy nhiên, theo Newsweek, hiện không thể xác minh độc lập địa điểm hoặc thời gian quay đoạn phim này, cũng như việc không rõ tư tuyến của Tsidenov con đập nào đã gây ra lũ lụt hoặc chính xác là khi nào nó bị vỡ. Trong một bài đăng cập nhật vào sáng 20 tháng 8, ông Tersidenov cho biết các quan chức đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp Buryatia vì hậu quả của việc phá hủy con đập. Ông cho biết trong một tuyên bố rằng không có mối đe dọa nào đối với cư dân địa phương, đồng thời cho biết thêm rằng mực nước đang rút và chính quyền sẽ sớm khôi phục các tuyến đường du lịch. Đường sắt Nga đang làm mọi thứ cần thiết để khôi phục đoạn đường bị hư hỏng của tuyến đường sắt trên sông Kolodnaya, Tsydenov cho biết trong một bài viết riêng. Đầu tháng này, các con sông của vùng Primorsky của Nga bị tràn bờ sau mưa lớn trên khắp vùng viễn đông của Nga. Theo hãng thông tấn TASS, thành phố Ussuriysk và thị trấn Spask, Dani là hai trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất hãng thông tấn nhà nước cho biết lũ lụt được báo cáo ở usurisk thành phố lớn thứ hai trong khu vực là rộng lớn và có sức tàn phá lớn nhất được báo cáo trong thập niên qua Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cập nhật chiến sự ngày hôm nay trên The Saigon Post. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh The Saigon Post để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên The Saigon Post.